đấy. Quê cả đấy. Dòng công nghệ cao nhất của máy cơ cấu đó. Mấy con này có chuyển xe đều ấy. À, dùng bằng tiền em ạ. Dùng tiền cắm tiền trực tiếp. Dòng máy cảm hứng cảm ứng. Đây là đời máy cao nhất của dòng máy góc cầu bây giờ. Nhưng mà xe này nó có hai chức năng luôn. Đây này. Tiền không? Tiền không? Đấy, em cắm ở đây này. Mình lựa chọn mệnh giá này. Em cứ cắm 10.000 cứ cắm theo mệnh giá thôi. Em muốn chơi mệnh giá này. Mình có được chỉnh cái mệnh giá không? Không. Tức là em sẽ đúng rồi, xác định ngay từ cái mục đích ban đầu. Xếp kìa.